Hello, xin chào anh chị em nhà đầu tư, thì mình là Tân đây. Hôm nay thì quay trở lại với chuyên mục review thị trường chứng khoán Việt Nam phiên ngày 12 tháng 1 2022. Thì thay mặt cho team phân tích của mình sẽ đưa ra những nhận định trong phiên ngày hôm nay, những cái diễn biến trong phiên cũng như là chúc mừng những anh chị em mà còn giữ được hàng. Đấy, chúng ta là phiên ngày hôm nay cũng là một phiên khá là sốc nhiệt nhé, khi mà tin tức về Tân Hoàng Minh được đưa ra trên rất nhiều các mặt báo thì làm cho những cái nhà đầu tư họ có một cái cảnh giác đối với lại nhóm ngành bất động sản. Đấy, hôm nay thì đầu phiên mặc dù nhiều các mã cổ phiếu ấy khi mà có những xu hướng mà giảm sàn lại có lực bắt đáy lên rất là khỏe giữa phiên. Đấy, tuy nhiên thì vì cái dòng tiền giai đoạn vừa rồi ấy lãi rất nhiều các cổ phiếu bất động sản, thành ra là cái nhịp chốt lời cũng rất là nhiều. Đấy, lực mua thì không thể nào mà bù đắp được so với lại những cái lần nhịp chốt lời, thành ra là vẫn có nhiều cổ phiếu rơi vào trạng thái bị sàn. Đấy, tuy nhiên thì mình vẫn đánh giá là giai đoạn này thì mọi người vẫn có những cơ hội để thoát hàng đối với lại những cổ phiếu mà ở cái vùng giá mọi người không vào được giá tốt ấy. Đấy, thì mọi người sẽ phải có những phương án để quản trị sao cho phù hợp. Còn đối với những cổ phiếu mà mọi người đang ở những vùng giá mà nó còn thấp và chưa ảnh hưởng đến cái giá vốn của mọi người ấy, thì cứ bình tĩnh nắm giữ, tại vì xu hướng cổ phiếu nào cũng vậy thôi. Đối với những cổ phiếu có kỳ vọng khi mà nó rũ tầm 2, 3 nhịp, 4 nhịp thì cái lực bắt đáy vào sẽ rất là mạnh nhé. Là mọi người sẽ bình tĩnh và xử lý thật là bình tĩnh để có những quyết định thật là đúng. Hôm nay thì thị trường như nào nhỉ? Thì mình sẽ điểm qua được cái xu hướng của thị trường phiên ngày hôm nay nhé, đặc biệt là về chỉ số VN Index. Đấy, hôm qua thì mình cũng nhận định rồi, khả năng phiên nay là một cái phiên kéo chỉ số rất là khỏe. Đấy, với sự dẫn dắt của nhóm ngành banh và nhóm ngành chứng khoán nhé các bạn nhé, đặc biệt là nhóm ngành banh ngân hàng thì hôm nay có rất nhiều cổ phiếu có sắc xanh, đặc biệt là nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn bao gồm BIDV, STB đều khỏe. Đấy, hôm qua này các bạn nhìn này, qua mình cũng đã vẽ một cái phân tích và hôm nay thì thị trường này bật lên từ cái EMA 50. Đấy, và đoạn này thì vẫn đang xác thực một cái xu hướng là sau khi test đỉnh thành công nhá. Đấy, các bạn nào mà xem những cái buổi review trước của mình thì khi mà nó đã xác nhận test đỉnh thành công như này này. Đấy, xác nhận test đỉnh thành công rồi nhá. Ok chưa? Đấy, xác nhận test đỉnh thành công rồi. Đấy, mình sẽ để lại cái màu dễ nhìn một chút, màu đen đi. Đấy, test đỉnh thành công rồi. Hôm qua thì nó nhúng này, nhúng này, test đỉnh này. Đấy, và test đỉnh chéo. Các bạn nhìn đấy, thì khả năng hôm nay nó sẽ chạm đến cái vùng điểm này và nó bật lên này. Hôm nay thì hơi bị nhúng nhiều quá so với lại vì có những cái tin tức khá là tiêu cực về vụ Tân Hoàng Minh. Đấy, và nó kéo cái chỉ số giai đoạn thị trường đi xuống rất là mạnh, có những giai đoạn giảm đến 30 40 điểm. Khoảng 30 điểm, khoảng 30 điểm. Đấy, tuy nhiên sau đấy thì thị trường được kéo lên bởi nhóm ngành ngân hàng và nhóm ngành chứng khoán. Đấy, và hôm qua mình đã dự đoán nhóm ngành chứng khoán hôm nay sẽ có phiên bật, đặc biệt là những cổ phiếu tốt như SSI. Đấy, bật 5% hay là những cổ phiếu mà có câu chuyện về nhóm tự doanh như CTS này. CTS thì giai đoạn vừa rồi cũng có những cái tin tức về HAG nhé, một trong những cổ phiếu về lợn có những cái đà tăng trưởng. Đấy, một trong những cổ phiếu về lợn có đà tăng trưởng rất là tốt, đặc biệt là câu chuyện về doanh nghiệp sau khi mà họ đã thoát được cái khoản nợ xấu. Đấy, và có tăng trưởng, tức là sẽ có tăng trưởng giai đoạn tới này và thể hiện trong các báo cáo kinh doanh ấy, thì CTS sẽ được hưởng lợi. Đấy, vì họ cầm rất nhiều cổ phiếu HAG mà. Đấy. Đây, nhóm chứng khoán thì STB với những câu chuyện này. STB sau khi mà test đỉnh thành công thì hôm nay là cũng ở trong một cái trạng thái phi gọi là bung bung đỉnh ấy. Trước đây nó có một cái phiên test đỉnh rồi, phiên ngày hôm nay là phi với vol tăng như này khá là uy tín này. Về kỹ thuật thì đây là một trong những cổ phiếu mà mình nghĩ là có thể mua được. Đấy, và nó có những câu chuyện về bất động sản đi kèm, ví dụ như là giá trị tài sản gọi là xử lý thanh lý cái tín chấp của nó ấy. Đấy, toàn bất động sản khu vực trung tâm thành phố Hồ Chí Minh, và như các bạn biết thì giai đoạn vừa rồi bất động sản đang khá nóng thì làm cho các cổ phiếu của STB sẽ được hưởng lợi, cổ phiếu STB sẽ được hưởng lợi. Đấy, khi mà những cái thanh lý tín chấp đấy, những cái tài sản bất động sản thì STB sẽ thu được những cái cục lãi rất là lớn. Đấy, cục lãi rất là lớn nhé. Và sau một phiên test đỉnh bất thành thì đến phiên ngày hôm nay thì đã khá uy tín với vol khá uy tín rồi. Ngày mai các bạn cũng có thể mua được cổ phiếu STB này, tại vì ngày mai mình nghĩ là thị trường cũng sẽ kéo điểm rất là mạnh. Đấy, STB là mua được ở cái vùng giá khoảng
34 đến 35 các bạn nhé. Đấy. Banh thì giai đoạn này sẽ đánh theo nhịp kỹ thuật nhé. Đấy. Đấy, cổ phiếu khác là Tiền Phong Banh là một trong những cổ phiếu mà mình rất thích. Hôm nay cũng có một con tăng điểm rất là mạnh và bám MA 20 đi lên. Thì giai đoạn này các bạn cũng có thể mua cổ phiếu Tiền Phong Banh. Đặc biệt là cổ phiếu này thì đang ở trong một cái xu hướng rất là tăng. Đấy. Rất là tăng, tăng trưởng rất là đẹp đây. Thì các bạn có thể cân nhắc được cổ phiếu này. Đấy, mua giải ngân 10%. Đấy, đẹp nhất là khi mà nó về vùng khoảng 41 đến 42 thì sẽ đẹp hơn nhá. Và nếu mà mua cổ phiếu TBB, Tiền Phong Banh thì sẽ không bỏ qua được những cổ phiếu liên quan, đặc biệt là cổ phiếu BCG. Đây là một trong những cổ phiếu mà mình cũng nhận định mua bán từ những cái vùng khoảng 15. Đấy. Và sau những giai đoạn chưa cắt thì định tính đến nay nó đã được tầm 100% rồi. Đấy, 200% rồi. Thì đoạn này cổ phiếu BCG là cổ phiếu được hưởng lợi trực tiếp, tại vì nó cầm BCG và công ty con là TCD cầm rất nhiều cổ phiếu Tiền Phong Banh các bạn nhé, cầm đến 15 triệu cổ. Và khi Tiền Phong Banh tăng giá như thế này thì khối tài sản của BCG và TCD nó sẽ tăng lên rất là nhiều. Đấy, và theo kỹ thuật thì BCG đang ở cái vùng MACD này cắt lên. Đấy, MACD cắt lên, con bán đang dần dần tiết lại thì sẽ giúp cho cái cổ phiếu BCG này tăng điểm rất là khỏe nhé, các bạn cứ yên tâm. Đấy, và cầm cổ phiếu BCG cũng là một trong những cổ phiếu đánh chiến lược 2022, đặc biệt là nó có nhiều những cái dự án liên quan đến năng lượng tái tạo trong năm 2022 này. Đấy, và giá trị bất động sản của nó cũng là một trong những cái tài sản rất là lớn, tại vì nhìn trên sàn chứng khoán không phải công ty nào cũng được vay ngân hàng với cái số tài sản lớn như vậy. Đấy, tài sản vốn hóa liên quan khoảng 26.000 tỷ, thì đấy, cái vốn vay nợ vay nó đã liên quan khoảng 24.000 tỷ rồi. Phải là một doanh nghiệp thực sự chất lượng thì mới có được cái sự cho phép vay nhiều như vậy. Thêm nữa là cổ phiếu BCM, đây là một trong những cổ phiếu khá chiến lược với lại những cái buổi phân tích của mình nhé. Đấy, bên cạnh những cái cổ phiếu như GEX này, hôm nay GEX có một phiên sàn, tuy nhiên thì mình nghĩ là cái phiên sàn của GEX hôm nay thì không quá đáng lo. Sự đi lên một cổ phiếu ấy thì lúc nào cũng phải có những cái nhịp gọi là rung lắc để thanh lọc gọi là nhà đầu tư. Đấy, như GEX này thì nó cũng khá giống với lại chỉ số VN Index ấy, thì các bạn, hoặc là STB, tức là khi mà nó đã vượt được cái vùng đỉnh cũ ấy, thì nó sẽ có những cái phiên gọi là test đỉnh. Đấy, tức là cổ phiếu nó sẽ phải là quay lại test lại những cái tầm nhìn view nhìn của khối nhà đầu tư ấy. Mình phân tích cổ phiếu, phân tích kỹ thuật thì hay nhìn cái cung cầu của và cái xu hướng tâm lý của con người. Đấy, ví dụ như này. Yeah, vừa nãy là mình phân tích STB đúng không? Đấy. Thì giai đoạn này GEX cũng vậy, nó sẽ quay lại test đỉnh. Đấy. Và test đỉnh cái vùng đỉnh cũ này. Đấy. Khoảng như này nha. Đúng không? Đây, nó quay lại test đỉnh hôm nay phiên sàn đúng không? Và trong cuối phiên thì cái lực bắt đáy của nó khá khỏe, thì khả năng ngày mai sẽ nhúng một chút đấy, nhúng một chút và sẽ đi lên. Đấy, sẽ đi lên các bạn nhé. Và nếu mà đi lên với von đẹp ấy, thì GEX sẽ xác nhận một cái xu hướng đi lên rất là bền nhé. Mình thích cái GEX giai đoạn này nó đánh lên theo cái nhịp gọi là vừa đi vừa điều chỉnh ấy. Đấy, nhịp trước thì gần như là đánh rất là sốc, để tăng một phát lên 100%, 200% luôn. Đấy, và thường là sẽ không có nhịp nhỉ, và khi mà nó điều chỉnh thì nó chỉnh rất là ác liệt đấy. Thì các bạn có thể quan sát này, ai mà vào sai nhịp thì gần như là chết sọc tiết. Nhưng mà giai đoạn này thì nó vừa lên vừa chỉnh như này thì sẽ làm cho tâm lý của mọi người sẽ làm cho mọi người có được tâm lý tốt hơn, ổn định hơn, rất là ok. Còn DPG là một trong những cổ phiếu mà sẽ ra kết quả báo cáo tài chính rất là tốt trong cái quý 4 này nhá. Hiện tại thì hôm nay DPG bị ảnh hưởng chung bởi nhóm cổ phiếu bất động sản. Tuy nhiên cái lực bắt đáy của cổ phiếu DPG này rất là khỏe về cuối phiên này. Và dự đoán mình nghĩ là nó đã đến một cái vùng đảo chiều của xu hướng rồi. Đấy, khả năng là mai nó sẽ tiếp tục tăng điểm. Và DPG có gì thì anh chị em có thể là vào trang Facebook cá nhân của mình để có nhận được những cái bài phân tích khá là chuyên sâu của mình về cổ phiếu. Đấy, đặc biệt là nhiều cổ phiếu mình có phân tích ở trên Facebook. Đấy. Mỗi khi mà các bạn gặp những vấn đề về tâm lý chẳng hạn mua bán cổ phiếu, mình nghĩ là rất nhiều anh chị em tâm lý ai xác định vào cuộc chơi này thì cũng đều
đây nha. Thì các bạn có thể là vào những cái đây, các bạn có thể vào Facebook cá nhân của mình để đón nhận những phân tích khá là cụ thể về những cổ phiếu của mình nhé. Đấy. Cổ phiếu DPG có gì, đấy. Những cái cổ phiếu GEX có gì ấy, thì các bạn nên vào đọc để mà mọi người nắm giữ được cổ phiếu một cách nó yên tâm hơn. Đặc biệt là DPG giai đoạn này cũng là một trong những cổ phiếu mà khá là chiến lược và nó đang ở cái vùng mua được đối với lại những cái bài phân tích của mình. Thì những giai đoạn này thì mọi người có thể là cân nhắc được nhé. Hay là VC7, để VC7 câu chuyện có gì này. Đấy. Đây nha, các bạn xem cái phân tích về bài VC7 của mình nhé, để yên tâm nắm giữ cổ phiếu. VC7 chặng đường lên 99 này, tại sao VC7 phải nén tới bây giờ mới bung von tăng giá, cũng phát hành và chờ hàng về làm cho VC7 có vẻ như là chậm một nhịp so với lại đợt tăng vừa rồi, tức là so với lại nhịp mà dòng bất động sản tăng nóng ấy. Đấy, vốn điều lệ 180 tỷ, sở hữu khoảng 10 dự án bất động sản siêu đẹp. Đấy, con này rất là tiềm năng và mình phân tích là nhìn CSC như nào, tăng từ giá 1x đến giá 140 thì VC7 này cũng rất là tiềm năng luôn nhé. Quỹ đất khá là đẹp, đẹp hơn cả của CSC luôn. Dự án ở Huế là 220 nhà liền kề này, giá đất hiện tại giao dịch trên 45 triệu trên 1 m² và dự án mỗi căn hơn 120 mét. Đấy. Các bạn có thể vào trong những cái trang Facebook cá nhân của mình để tìm đọc những cái bài phân tích như này. Ok. Quay trở lại với lại phiên review về các khối nhà đầu tư hôm nay là họ làm gì nhé, để giúp cho mọi người có được một cái view nhìn một cách tổng quát. À, giai đoạn này còn một cổ phiếu nữa là CTD. Đấy, CTD mình cũng phân tích rất nhiều trong các clip của mình nhé, về câu chuyện một doanh nghiệp là thay máu bộ máy lãnh đạo và cái cách thức làm việc triển khai các dự án giai đoạn tới. Đấy, CTD là một trong những cổ phiếu mà nhóm ngành đầu tư công, đặc biệt là nhóm ngành xây dựng dân dụng ấy, sẽ được hưởng lợi khi mà những gói kích cầu về kinh tế đầu tư công được nhà nước ban hành ra nhé. Đấy, CTD là một trong những cổ phiếu mà có thể là dài hạn, trung hạn trong năm 2022 này, và target của nó khoảng 150 đến 180. Các bạn có thể là giữ chặt CTD và có thể mua ở cái vùng giá hiện tại 112, và ngắn hạn thôi nó sẽ đạt những vùng giá như 130 hoặc là 140 nhé, cố gắng cầm chặt. Hôm nay thì có nhà đầu tư nước ngoài thì họ mua vào rất là nhiều. Đây, sẽ xem. Rồi, khối ngoại hôm nay họ mua đến 423,71 tỷ. Đấy, và mua rất nhiều cổ phiếu bất động sản khu công nghiệp này. KBC hôm nay có một lực đỡ rất là khỏe. Đấy, và những cổ phiếu liên quan đến nhóm ngành ngân hàng này đều được gọi là vào tiền rất là mạnh. FRT giai đoạn này thì các bạn không nên mua nhá. Đây là những cái nhịp hồi kỹ thuật của nó thôi, đừng dại mà đu bám. Để giai đoạn trước mình đã khuyến nghị từ vùng giá 60 lên đến 100 rồi. Đấy, đấy là cái nhịp đánh lên của FRT theo những cái gọi là thông tin cũng như là những cái kỳ vọng của doanh nghiệp. Đấy, nhưng mà nó đã phản ánh hết rồi. Thì giai đoạn này là cái nhịp rút của nó, đừng dại mà đu vào. Đấy. SSI nhịp này là đang rất là đẹp nhá, đang là một cái nhịp hồi. Hồi ở đây không phải là hồi kỹ thuật mà hồi ở đây sẽ là nhịp tăng trưởng. Đấy. Tại vì chỉ số VN Index tăng giai đoạn này đã xác nhận được xu hướng tăng của nó rồi, cộng với việc mà vol của thị trường vẫn cứ ở cái thanh khoản 35 tỷ đô trên một phiên ấy, thì chẳng có lý 35.000 tỷ trên một phiên ấy, thì chẳng có lý do gì nhóm ngành chứng khoán đứng ngoài cuộc cả, nhất là nhóm ngành này khi mà cái sự phát hành và tăng cái cho vay margin là sẽ đang là một trong những cái xu hướng rất là nhiều ở những cái nhóm ngành này, và gần như là tỷ lệ cho vay margin đang rất là căng cứng. Thì ngoài những cái tăng trưởng về doanh nghiệp, nó sẽ là những cái game phát hành để tăng vốn, thì những cái nhịp tới sẽ là những cái nhịp đánh lên rất là đẹp của nhóm ngành chứng khoán. Thì các bạn có thể quan tâm đến cổ phiếu SSI này, giá 50,5, đấy, rất là đẹp luôn.
Ok, thì cái phiên ngày hôm nay ấy, thì sẽ tổng quan lại như vậy. Đấy, những cái bài phân tích ấy, mình sẽ để ở trên những cái trang Facebook cá nhân này, mọi người có thể vào tìm đọc thì sẽ gọi là có được những cái view nhìn tổng quát hơn. Đấy. Hôm qua thì mình cũng có nói đến câu chuyện của VHG này, tuy nhiên thì hôm nay nó cũng có một cái phiên giảm sàn. Đấy, giảm sàn hôm nay thì mình cũng lại đưa ra một cái nhận định, tức là nó đang ở cái vùng gọi là thanh lọc nhà đầu tư đầu cơ. Đấy, những cái người mà người ta có view nhìn xa hơn về cổ phiếu ấy thì người ta sẽ vào để người ta bắt đáy giai đoạn này nhá. Đấy, có những cái giai đoạn mà cổ phiếu này giảm sàn đến khoảng 5 triệu, tuy nhiên thì cái lực bắt đáy cũng rất là khỏe nhé. Các bạn có thể quan tâm đến VHG. Đấy. Còn thêm một chút nữa là cổ phiếu FLC, rất nhiều bạn hỏi mình là liệu có cách nào để xử lý cổ phiếu này hay không, thì đúng là giai đoạn này rất là khó, gần như là bán mà không có lực mua luôn này, các bạn nhìn này. Đấy. Mua bán chủ động này rất là sợ hãi, gần như là bây giờ tất cả công ty chứng khoán là hạn chế giao dịch với lại cổ phiếu FLC. Đấy. Bình thường là thanh khoản của nó một ngày đến 100 triệu cổ phiếu, mà bây giờ thì gần như là không có lực mua luôn. Hay là cổ phiếu ROT, ROT là xem là có chuyện có giống kiểu con FLC không, cũng thế luôn, mà giảm thì gần như là tắt thanh khoản luôn này. Cũng rất là sợ, mà nó tạo một cái cây gọi là đồi thông, thì như này là rất là thiệt hại cho nhà đầu tư nhé. Mình thì cũng nói rồi, tức là thị trường thì có rất nhiều cổ phiếu, sân chơi thì dành cho rất là rộng, thế chọn cổ phiếu làm sao mà nó đúng bản chất của doanh nghiệp, hãy chớ đu vào những doanh nghiệp mà lãnh đạo của nó là không tử tế. Nên là cái việc mà mình tầm soát cổ phiếu là rất kỹ lưỡng nhé. Để mua một cổ phiếu để mà ấn một quyết enter mua ấy, mình phải cân nhắc đến cả ngày trời, thậm chí là đây có những cái buổi mà mình còn đi thực địa ấy, thực chiến này, xem là dự án nó đang triển khai đến đâu nhé, chứ không đơn giản là cứ bị FOMO theo thị trường, nhìn mỗi cái đồ thị mà các bạn mua cổ phiếu. Đây HD6, một cái dự án của HD6 đây, mình phải đến tận nơi để mình tham quan ở tại Hạ Long, bãi cháy Hạ Long ấy. Đấy, hay là bãi muối giai đoạn trước mình mà mua bãi muối, giai đoạn trước mình là một trong những người hô bãi muối từ những nền giá khá thấp nhé. Đấy, và trước khi mua bãi muối thì mình cũng phải đến trực tiếp dự án để mình xem. Đây, bãi muối trước đây là mình có mua khoảng giá bao nhiêu nhỉ? Đây, khoảng giá này này. Đấy. Rất nhiều anh chị ở trong nhóm nhóm tư vấn của mình ấy, thì đều mua được cái khoảng giá này. Đấy, tuy rằng thì mọi người có những giai đoạn không chốt lời được đúng đỉnh đâu, thì cái đấy mình cũng phải chia sẻ thật, mình là người rất là thực thà. Đấy, mình sẽ không chốt được đúng đỉnh của 43 nó đâu, tại vì mình đã cầm cổ phiếu thì mình hay cầm khá là dài. Đấy, tuy nhiên thì khi mà thấy cổ phiếu nó đang ở cái vùng gọi là tạo đáy ngắn hạn đối với lại những cái nhà đầu tư ấy, tức là cái view nhìn của họ trong năm nay chỉ có vậy thôi, thì sẽ là cái nhịp chốt đáy của mình. Đấy, mình sẽ chốt ở cái vùng giá khoảng 39 này chẳng hạn. Đấy, chứ không bao giờ mình chốt ở cái vùng đỉnh luôn, tại vì cái kỳ vọng của mình đối với cổ phiếu này thì nó khá là cao. Đấy, đặc biệt là dự án bãi muối của Lideco ấy, nó rất là tiềm năng, nó là cái chỗ để gọi là từ đấy nó kết nối ra rất nhiều các cao tốc cũng như là cái rốn của khu vực Hạ Long giai đoạn này nhé. Đấy. Ok, giai đoạn tới thì đặc biệt là đối với những anh chị mà đang loay hoay tìm phương án để đầu tư ấy, có thể là tham gia những cái Zoom tư vấn của mình. Đấy, thì mình có số điện thoại mình để ở đây nhé, cộng với lại cái ID của mình. Đấy, đấy. Thì anh chị có thể liên lạc trực tiếp với lại mình qua số điện thoại này. Đấy, để mình có thể là hỗ trợ anh chị em tốt hơn. Ok, thì hôm nay mình xin phép được review như vậy. Chúc mọi người có một buổi tối ngày 12 tháng 1 2022 nhiều niềm vui, và có một phiên giao dịch bùng nổ ngày 13 tháng 1 2022, và nhịp này sẽ là cái nhịp mà mọi người chốt lời. Đấy. Chốt lời và có một cái Tết ấm no. Chào mọi người.